Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Nay tôi đang đứng ở đây là địa phận thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Nó giáp danh với lại thành phố Bà Rịa. Phía bên này đường là phía tôi đang đứng ấy là thuộc thị trấn Long Điền, nhưng mà phía bên kia đường là phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa quý vị nhé. Đất giữa hai bên này cùng một con đường nhưng hai bên giá khác nhau, chênh nhau khoảng cỡ gấp rưỡi. Thì trước khi vào nội dung chính của video này thì quý vị hãy dành 5 giây để đăng ký và bấm vào nút chuông của tôi nhé, để ủng hộ kênh của tôi ngày càng phát triển. Thì tôi đang đứng đây là con đường mang tên anh hùng lực lượng vũ trang Võ Thị Sáu. Giới thiệu quý vị một cái căn nhà mặt tiền đường. Đấy, hiện trạng nó có một cái căn nhà gỗ cùng với hệ thống sân vườn các thứ là được trang trí rất là đẹp, với cây cảnh các thứ là được đầu tư rất là bài bản. Đây, gồm có nhà gỗ một trệt một nầu, cộng với lại một căn nhà tứ giác, một căn nhà lục giác. Đây, gọi là ở một cái căn này thì quá đẳng cấp luôn. Hệ thống cây cảnh bonsai các thứ này. Đây, chỗ này là chỗ nghỉ ngơi thư giãn. Đây, cây cảnh đây. Kia là cây chuối rất là to. Ở đây mấy cây chuối. Đây, về phía bên này. Đây, đây cũng cây chuối. Kia cây sung. Đây, nhà gỗ của mình đây, nhà một trệt một lầu. Đây là nhà tứ giác. Chỗ này để ngồi uống nước nha. Nghe tiếng nước chảy róc rách róc rách. Thì căn nhà này có diện tích là xấp xỉ 900 m², xấp xỉ 900 m², chiều ngang là 13 m, chiều sâu là 68 m. Trong đó có 300 m đất ở. Và giá đang chào bán là 18 tỷ để lại toàn bộ nội thất, các trang thiết bị như ở trong cái video của tôi đang quay. Đây, tôi sẽ quay phía ngoài trước nhé, đi một loạt phía bên tay trái của tôi. Đây, cây gõ đỏ này, cây gỗ. Đây, trồng hoa. Phía dưới kia thì là trồng rau sạch, rồi trồng cây ăn trái. Đây, cây gõ đỏ, đây, mấy cây. Đây, tôi sẽ quay bên dưới này. Đây, khu vườn đây. Đây, trồng rau này. Trồng mít này, trồng ổi này. Mít, có vài cây mít. Cây mít, cây ổi, cây vú sữa. Đây, cây mận, hay gọi là ngoài Bắc là cây cây roi á, mít mận. Dưới này là hai cây bơ. Đây, cây bơ đây. Đấy, ba cây dừa ở bên dưới. Nói chung là cây ăn trái cũng tương đối. Mặc dù có diện tích là chưa đầy 1.000 m đâu, nhưng mà gia chủ là cũng trồng nhiều loại trái cây đấy, cây xoài này, đây, ổi xoài này, chanh vân vân. Đây là cóc, cái cóc vú sữa thì có mấy cây. Hai cây bơ này nhìn rất là đẹp. Và trước mặt quý vị đây là cái nhà lục giác này, có một cây nhãn này. Đó, cây nhãn đây. Còn đây cái nhà lục giác này. Đây, tôi sẽ quay từ xa xa một chút. Đó, cái nhà lục giác. Đây, nhà lục giác này thì có một bộ sập ở đây phản. Đó, bộ bàn ghế để nguyên đây.
có cái quạt trần theo kiểu cổ điển đấy, nhà gỗ. Còn đây là cái gian bếp này, gian bếp của mình là tách biệt luôn với lại cái nhà gỗ của mình đang ở. Gian bếp đó. Rồi bây giờ mình cùng lên trên vào trong cái nhà gỗ quý vị nhé. Đây có bộ sập này, bộ bàn ăn này, quá đẹp luôn. Cổ điển nhé, bán là để lại hết cho quý vị. Còn đây là nhà vệ sinh này, $18 tỷ quý vị nhé. Ốp gỗ hết này. Còn đây là bộ bàn uống nước tiếp khách. Đây cái sập này to này. Đấy mình nghỉ ngơi đây luôn này. Đấy quay ra ngoài. Ngâm đinh năng. Hai cây đinh năng này. Rồi, bây giờ mình cùng đi lên trên lầu 1 nhé. Ở bên dưới này là ốp gỗ xung quanh luôn quý vị nhỉ. Đấy, phía đằng ốp gỗ thì phía đằng sau. Còn đằng trước thì mình để cửa kính nhé, cho nó sáng nhà. Đấy, theo phong cách vừa hiện đại vừa để cổ điển. Đây, trên lầu 1. Rồi, đây là có một cái không gian chung này. Đấy, để tivi, xem tivi ở đây. Đấy, phía bên trên là trần gỗ hết quý vị nhá. Đấy, trang trí những cái đèn, kiểu đèn cũng kiểu cổ điển. Đấy, bức tranh này. Nọ hoa, bình hoa. Đây, phòng ngủ phía trong. Phòng ngủ phía trong đây. Đây, quạt trần. Đấy, phòng ngủ phía trong như vậy đó quý vị. Đây, cũng cái nhà vệ sinh ở đây. Vệ sinh, nhà tắm. Đây. Kính, ghế. Bên dưới này để đồ luôn. Video này nó cũng hơi dài nên là quý vị có gì nếu như mà quan tâm thì chịu khó xem cho hết thôi. Bởi vì nó cũng đẹp quá nên là tôi không muốn cắt đi. Quay hết mới được. Đấy, nhà thì có hai phòng ngủ nhé, hai phòng ngủ phía sau đây. À, phòng ngủ này gọi phòng ngủ phía trước đi. Đấy, đều trang bị quạt trần này. Đấy, chỗ bên dưới đó. Giường rất là đẳng cấp đấy. Ở đây thì là quá tuyệt vời đấy, rất là đẳng cấp luôn. Đấy, khi bán là gia chủ có để lại hết nội thất luôn, quạt điện Toshiba của Nhật. Rồi giờ mình đi xuống dưới nhé. Rồi xuống dưới.
dưới. Bên vừa nãy tôi quay phía bên trái rồi, giờ tôi sẽ quay phía bên phải. Hôm nay là đúng ngày 20 tháng 10 này, ngày phụ nữ Việt Nam này. Hôm nay có liên hoan. Đấy, vừa nãy tôi quay phía bên này rồi. Đó. Giờ tôi sẽ quay ngược lại. Quay ngược lại ở phía bên này, nhà của mình đây. Đó. Rồi quay ra nhá. Đây, cửa đây. Đây, phía bên này. Đấy, đồng chí Khuê, đồng nghiệp của tôi à. Ngồi đi, cứ ngồi đi. Anh quay nốt xong rồi về. Đó. Đấy, đây đi ra ngoài cổng quý vị nhá. Thì bây giờ quay ngược lại một chút để mình xem một cách tổng thể lại nhá. Rồi, đây tổng thể đây. Rồi, sơ bộ cho quý vị biết một căn biệt thự cực kỳ đẳng cấp nhá. Căn nhà vườn đi. Nhà vườn. Có trái cây, có sân vườn, có nhà ở các thứ đẹp tuyệt vời. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.